Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn do Ban văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kính thưa quý vị, nhắc đến nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với những ai yêu mến bộ môn thời trang cũng như các lĩnh vực nghệ thuật, mà có thể nói rằng anh đã dồn hết tâm huyết của mình, kể cả cuộc đời của mình, cho niềm đam mê này. Và với những thành tựu đạt được trong suốt hành trình đến với con đường tìm kiếm cho mình một thương hiệu riêng, anh đã gặt hái rất nhiều thành công và được công chúng yêu mến thông qua những nỗ lực không ngừng của mình. Và hôm nay chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn Thanh Điệp đã mời đến trường quay sự hiện diện đáng quý của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Xin chào anh Thanh Hiệp, xin chào quý vị đang xem chương trình. Thanh Hiệp cũng là một trong những người rất là ngưỡng mộ cái con đường mà anh đã đi, bởi vì từ lúc còn là sinh viên thì đã từng theo dõi những cái bộ sưu tập của anh về áo dài, đã từng nghe anh nói chuyện những cái chuyên đề về thời trang, kể cả một chương trình mà Thanh Hiệp rất là xúc động, đó là Điểm Tựa Tài Năng, khi anh nói về mẹ của mình. Với tư cách là một người nghệ sĩ cũng đã tham gia rất nhiều những vở kịch, tham gia rất nhiều những chương trình truyền hình, anh có thể tâm sự với khán giả điều gì về cái sự khởi nghiệp của mình? Và cho tới hôm nay khi mà nhìn lại cái quá trình mà mình đi qua thì anh có hài lòng với những gì đạt được hay không? Tôi cảm thấy mình rất là may mắn, bởi lẽ là tôi được ba mẹ phát hiện ra cái năng khiếu của con mình từ lúc rất sớm, mới chỉ 6 tuổi, và cho đi học vẽ. Mà hình dung rằng là cách đây gần 60 năm, cái quan niệm về cái việc là cho con đi học một cái năng khiếu gì đó nó rất là hiếm. Rồi tôi lại được đào tạo cái mình có năng khiếu và được làm việc trong cái nghề mà mình được đào tạo, và tôi có thể phát huy được tất cả những cái sở trường của mình, năng khiếu của mình. Như bạn biết đó, những người mà trong lĩnh vực nghệ thuật thì thường là có lẽ là sống thiên về cảm tính. Và nếu mà người khác cười một thì mình cười mười, nếu mà người khác buồn một thì mình buồn mười. Và có lẽ vì vậy nên mình có thể đón nhận những cái cung bậc trong đời sống, mà mình có thể từ đó nó đẩy lên thành như một cái cảm xúc sáng tạo. Sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật xong thì tôi được trở thành là giảng viên mỹ thuật của trường đại học kiến trúc. 2 năm sau, tức là vào năm 89, khi mà vẽ một cái áo dài cho một cô gái đi thi, cuộc thi là về hoa hậu áo dài do báo Phụ Nữ tổ chức, cô ấy đoạt giải và đã cảm ơn tôi bằng cách là giới thiệu những ai mà muốn vẽ áo dài. Và ngay sau đó thì đã thành lập một cái xưởng vẽ. Các bạn sinh viên trong trường tới cùng làm việc với tôi. Mọi việc nó cứ đi đều đặn như vậy. Vào những cái năm cuối của thập niên 1990, tôi được mời tham gia trong một cái chương trình giới thiệu về giao lưu văn hóa tại Bỉ do bà Tôn Nữ Thị Ninh tổ chức. Khi ấy bà đang là đại sứ Việt Nam tại Bỉ. Sau một tháng lưu diễn thì tôi mới cảm nhận ra rằng là áo dài không phải là trang phục đẹp của người Việt Nam nữa, mà nó còn là một cái nhận diện về văn hóa một cách nhanh nhất và đầy cảm tình mà người nước ngoài dành cho bất kỳ một người phụ nữ nào khi mặc áo dài. Và khi ấy tôi đã xác định cái con đường sáng tạo của mình là khai thác từ kho tàng văn hóa dân tộc và đưa cái ngôn ngữ hội họa lên để áo dài nó được hiện đại hơn. Và kinh doanh là một phương tiện để tôi có thể chủ động về mặt tài chính để có thể thực hiện được những cái dự án về văn hóa của mình. Đến năm 2002 thì tôi bắt đầu khởi sự dự án xây dựng bảo tàng áo dài với cái sự tư vấn của bà Huỳnh Ngọc Vân, là giám đốc bảo tàng chứng tích chiến tranh. Và trong suốt từ 2002 cho đến 2014 là 12 năm thì thật sự là tôi đã sống cùng với cái không gian dự án bảo tàng áo dài. Và đến tháng 1 năm 2014 nó đi vào hoạt động. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái việc trưng bày ở bảo tàng thì nó vẫn chưa đủ, bởi lẽ là người mình thì vẫn chưa có thói quen đến bảo tàng nhiều. Vì thế nên nhân sau khi xem một cái bộ phim của Mỹ về một cái bảo tàng vào ban đêm, tất cả các cái hiện vật nó đều thức dậy, nó có một cái đời sống riêng của nó, thì tôi nghĩ tại sao mình không làm một cái bảo tàng sống. Và như vậy thì cái ý tưởng để ra cái chương trình Điểm Một Thời
với cái vở đầu tiên có tên là Âm vang đất nước đã được hình thành. Và một phần nữa là trong suốt cái thời gian đó thì tôi cũng được đi lưu diễn và giới thiệu áo dài trong các cái chương trình giao lưu văn hóa. Tôi mới cảm nhận rằng là vào cái thời điểm đó thì có khi âm nhạc dân tộc và những cái gì thuộc về giá trị truyền thống như hát bội, như cải lương, âm nhạc thì trong nước thì không được xem trọng, bởi vì thời kỳ đó là thời kỳ lên ngôi của ca nhạc nhẹ. Nhưng mà khi đi ra nước ngoài thì mọi người rất là ngưỡng mộ. Và tôi quyết định là mình sẽ làm một cái chương trình nó đậm cái bản sắc như vậy để dành cho đối tượng khách du lịch và trở thành một cái điểm du lịch văn hóa. Và cái vinh dự nhất là vào năm 2004 thì Điểm Một Thời đã đón tiếp được Phái đoàn Hoàng gia Thụy Điển. Và 5 tháng sau thì tôi có mặt trong Nghệ sĩ để diễn tại Thụy Điển để giới thiệu về văn hóa Việt Nam. Đôi khi tôi cứ nghĩ là dường như là mình được chọn để làm cái việc này. Cho nên là bạn biết rằng là một ngày tôi làm việc 16 tiếng mà vẫn cảm thấy đầy năng lượng. Và có một cái điều thú vị nữa là dường như là áo dài thì người Việt Nam mình ai cũng yêu mến, cho nên là mình được thương lây. Nhưng mà tôi lại muốn kể một câu chuyện khác. Tức là khi mà đã là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học mỹ thuật rồi thì tôi vẫn có một cái mơ ước mình trở thành diễn viên. Và tôi vẫn đi học luyện thi để thi vào trường điện ảnh sân khấu. Thế nhưng mà ngay trong những cái tháng mà học luyện thi thì đến lúc mà diễn vở báo cáo thì nó sẽ dẫn ra cái việc là trong lớp thì các bạn người thì muốn vai này người vai kia là phải chờ đợi nhau tập. Thì khi ấy tôi mới nghĩ cho nếu mình là họa sĩ thì mình rất là chủ động vì chỉ có một mình với cái giá vẽ thôi và không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Trong khi đó thì nếu mà đi vào sân khấu thì mình sẽ phải có cái sự chia sẻ đó. Nên tôi quyết định là thôi, tôi đi vào mỹ thuật thôi. Đó. Thời đó đó là trường sân khấu chưa có xây mới và tôi vẫn hay thường tới, và đặc biệt nhất là tôi được xem cái vở tốt nghiệp của nghệ sĩ Diệu Đức và Hữu Luân. Đó. Từ cái thời đó rất là xa. Thế nhưng mà cái tình yêu sân khấu đó nó vẫn còn. Cho nên tôi lại được có một cái nhân duyên là được nhà hát Trần Hữu Trang giao cho thiết kế hai vở rất là hoành tráng, diễn ở sân vận động. Đó là vở Kim Vân Kiều và vở Chiếc Áo Thiên Nga. Và sau đó thì tôi cũng được nhận rất là nhiều vở ở ngoài Hà Nội của nhà hát Chèo Hà Nội, nhà hát Kịch Hà Nội, được làm việc với đạo diễn Doãn Hoàng Giang, một số vở của đạo diễn Minh Nguyệt, của đạo diễn Ái Như, của đạo diễn Thành Lộc. Và cơ duyên là tôi lại cộng tác với sân khấu Hoàng Thế Thành là 3 năm với 3 vai diễn. Vai diễn đầu là một tay đạo diễn của đoàn phim Mì Ăn Liền, vai thứ hai là vai Giang Hồ Mặt Thẹo đi đòi nợ mướn, và vai thứ ba là ông Nghè Ất trong cái vở là Mình Có Quen Nhau Không. Tôi thấy nhìn lại một cái chặng đường mình hoạt động về nghệ thuật, về thời trang, về mỹ thuật, rồi về diễn viên, thì tôi thấy là hình như là tôi được quá ưu đãi trong cái cuộc đời này. Cho tới bây giờ thì anh có hài lòng với những cái điều mà mình đã đạt được? Khi mà tôi làm được một cái điều gì đó thì tôi quên nó luôn. Hay nói một cách cho nó văn vẻ là phủ định ngay cái vừa khẳng định. Bởi lẽ là cái tâm thế của một người khi mà làm xong một cái việc gì đó thì mình hưởng thụ và mình không dám thêm bớt một cái gì đó để sợ nó hư. Nhưng mà nếu mà mình khởi đầu, mình bắt đầu thì mình đầy háo hức, đầy trăn trở, đầy năng lượng. Đó. Cho nên rằng là và bạn biết là trong nghệ thuật thì nó hay dễ dẫn tới một cái tình trạng là lặp lại mình. Và tôi cứ phải tự xóa mình sau mỗi lần mình làm bất kỳ một cái gì đó. Tôi đã từng vẽ tranh, đồ họa, và sau khi đã đạt được cái mức của nó rồi thì tôi bỏ. Và sau đó thì tôi làm gốm, tôi làm tranh thảm, và mỗi một thứ thì tôi đều đẩy cho đến tận cùng. Khi mà làm về thiết kế phục trang thì tôi cũng nhận được những cái sự an tâm của các đạo diễn khi mời làm vở. Còn về diễn viên là một cái lĩnh vực mới nhất thì tôi vẫn thấy rằng mình như là một người học trò. Và Thanh Hiệp biết là mỗi khi mà tôi diễn xong một cái phân cảnh thì khi mà tôi vừa bước vào trong cánh gà thì tôi lắng nghe, thứ nhất là cái phản hồi từ phía khán giả qua cái tiếng vỗ tay hoặc là cái sự im lặng, và tôi được chia sẻ hướng dẫn từ những bạn diễn và ngay cả những anh em hậu đài rồi âm thanh ánh sáng. Tôi cũng xin
có được cái góp ý cho tôi một cách thẳng thắn. Bởi vì tôi quan niệm rằng là này, cái lĩnh vực gì mà mình chưa biết thì mình phải học, và phải học cho thật là tử tế, cẩn thận thì mới làm được việc. Cũng may là tôi đi dạy cho nên, và tôi làm thời trang nên nó không có bị cái cảm giác tâm lý là đứng trên sân khấu mình bị sợ, bị ngại, bị run. Tôi có thể làm chủ bản thân cái chuyện đó. Nhưng mà quả thật là để mà vào tính cách nhân vật, phân tích những cái tình huống để mình có thể diễn cho nó có cái sự phối hợp với các bạn diễn, là quả là một vấn đề rất là khó. Và trong cái lĩnh vực này thì tôi vẫn vẫn đang trên cái con đường để học. Nhưng mà không phải là nói như thế có nghĩa là tôi là một người quá tham, cái gì mình cũng muốn. Nhưng mà thật ra mà ham học thì chắc cũng không có sao, đúng không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà mình trở thành một diễn viên thì tôi đã xác định cho mình là ở cái tuổi này, gần 60 rồi, mình không có thể nào mình nghĩ mình sẽ trở thành là nổi tiếng trong cái lĩnh vực, một cái lĩnh vực nghệ thuật sân khấu. Nhưng mà có một cái điều rất là thú vị là nó bổ sung trong cái việc tôi đi dạy. Nếu mà trước đây khi tôi đứng trên bục giảng thì nó chỉ là một cái sự một chiều, nó hơi mang tính áp đặt giữa người thầy và người học. Nhưng mà khi mà tôi trở thành diễn viên, tôi học được những kỹ năng sân khấu, thì những cái bài giảng, những giáo án nó trở thành kịch bản. Và như vậy nó là một cái cuộc đối thoại, một cái tương tác giữa người nghe và người nói, và nó làm cho cái buổi học nó sinh động hơn lên. Bởi vì tôi thấy một người diễn viên khi họ xuất hiện trên sân khấu chỉ cần vài phút thôi, qua câu thoại, qua biểu cảm gương mặt, qua động tác hình thể, lập tức có thể khiến hàng trăm người trong khán phòng cười, khóc, thổn thức cùng một lúc luôn. Và tôi đã áp dụng cái điều đó vào trong bài giảng của mình. Thì quả thật cái hiệu quả của bài giảng nó thú vị, nó hấp dẫn, và nó làm cho cái kiến thức nó đi vào trong trong người nghe nó tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là tôi nghĩ rằng là khi trở thành diễn viên thì để tôi được học những cái kỹ năng của diễn xuất, làm chủ tình huống, làm chủ cảm xúc của người nghe, và tôi áp dụng vào trong phương pháp sư phạm, để tôi vẫn muốn trở về một cái gốc đầu tiên của tôi. Mà nếu có ai đó hỏi rằng là nếu mà tôi trong nhiều công việc tôi chọn một cái công việc duy nhất, thì tôi vẫn chọn công việc là nghề giáo. Nhìn lại những người học trò đã thành đạt của mình, thì anh có tự tin rằng thế hệ thiết kế trẻ thời trang hiện nay họ đang vững bước trên con đường để làm rạng danh cái bộ môn này hay không? Nhất là cái lĩnh vực thời trang của chúng ta, công nghệ thời trang của chúng ta nói gì thì nói vẫn thua xa các nước bạn trong khu vực. Và chúng ta vẫn còn dừng lại ở việc ăn may nhiều hơn là có một cái chiến lược đầu tư hẳn cho cái lĩnh vực này. Báo chí cũng đã nói nhiều về vấn đề này, về sự tụt dốc của ngành nghề thời trang, về những cái trăn trở của những người thiết kế. Riêng anh là một người thầy có nhiều học trò vẫn còn đang làm nghề, anh nghĩ như thế nào về điều này? Anh có thể chia sẻ với khán giả. Tôi nghĩ rằng là thời trang Việt Nam có những điểm thuận lợi và chưa thuận lợi để mà có thể nói được cái sự phát triển một cách vững bền. Bởi lẽ là ngay như thế hệ của tôi, của nhà thiết kế Minh Hạnh cùng thời, thì chúng tôi có được học hành gì đâu ngoài cái kiến thức về mỹ thuật. Nhưng mà không sao, nhìn về lịch sử của áo dài Việt Nam thì cái giai đoạn mà áo dài nó cải cách, nó tân thời, nó hiện đại lại cũng là hai ông họa sĩ là ông Nguyễn Cát Tường và ông Lê Phổ. Cho nên rằng là hình như là thời trang Việt Nam á, thì nó được bắt đầu không phải từ những người thợ may, không phải từ những người nghệ nhân may, mà bắt đầu từ những người họa sĩ. Và sau này những cái thế hệ sau nữa thì là đó là những nhà thiết kế xuất phát từ các trường kiến trúc hoặc là trường mỹ thuật công nghiệp, thậm chí cả trường bách khoa, trường kinh tế. Thí dụ như nhà thiết kế Thuận Việt là từ kinh tế rồi. Cho nên rằng là đó là những cái mà cái đội ngũ ban đầu nó không được đào tạo một cách chính quy. Tuy nhiên có một số nhà thiết kế thì có điều kiện để đi học ở nước ngoài. Tôi vẫn có được một cái niềm rất là hy vọng, tin tưởng vào một cái thế hệ nhà thiết kế trẻ sau này. Ví dụ như tôi có thể kể đến một trong những người học trò mà tôi rất là hãnh diện, đó là Nguyễn Công Trí. Bạn ấy ngay từ thời đi học đã là một học sinh, đã một sinh viên xuất sắc trong tất cả các bài. Mà bạn Công Trí thì lại là học chuyên về ngành đồ họa,
chứ không phải ngành thiết kế thời trang. Và từ cái việc thiết kế về đồ họa cho những cái đĩa nhạc cho các ca sĩ rồi tiến đến là làm về thời trang, và bạn ấy đã rất là thành công. Bạn ấy đi diễn ở nước ngoài và đã khẳng định được cái vị thế của mình với một cái phong cách rất là đẳng cấp. Tôi nghĩ bây giờ bất kỳ ở đâu cũng vậy, không phải là cứ học đông ra trường nhiều mà thành hết được đâu. Nó còn nhiều cái yếu tố lắm. Tuy nhiên chỉ cần vài trong số ít và đi đúng con đường thì nó đã tạo nên một cái trào lưu, đã tạo nên một cái phong cách và đủ để tạo nên một cái dấu ấn. Cái ngành thời trang nó có những cái sự khác biệt và cái sự đào thải, cái sự chọn lọc rất là khắc nghiệt. Vì sao? Nếu tôi vẽ một bức tranh đẹp xấu là tôi chịu. Tôi chỉ làm ai có, sẽ có người tới xem và không. Nhưng nếu một nhà thiết kế thời trang là làm việc với cả một cái hệ thống sản xuất, ekip, và nó có cái sự kết nối với nhau, và nếu mà chọn một giải pháp sai thì có nghĩa là đồng nghĩa là phá sản. Và nó mang đến một cái giá trị thẩm mỹ, một cái định hướng thẩm mỹ cho số đông là công chúng, và thậm chí tạo thành một cái trào lưu. Cho nên cái trách nhiệm của một người làm về thời trang nó rất là cao và đòi hỏi cái sự nghiên cứu sâu và rộng. Tôi nói ví dụ, mọi người cứ thấy rằng là nhà thiết kế thì liên quan tới chất liệu vải nè, rồi là màu sắc kiểu dáng. Nhưng thật ra chúng tôi cũng phải có kiến thức về vật lý để hiểu về độ co giãn của vải, hiểu về tính chất hóa học, về cái thành phần cấu trúc của vải, hay là chất liệu in, nó có ảnh hưởng gì đến trên bề mặt da hay không. Rồi chúng tôi cũng phải hiểu về văn hóa, cái điều này là đương nhiên. Chúng tôi phải hiểu về, thậm chí là về cái khí hậu, bởi vì mùa nào thì cái loại trang phục đấy. Rồi chúng tôi cũng phải nắm về cái tình hình kinh tế, bởi vì nó là cái hàng sản xuất tiêu dùng. Đó, nó có hợp với túi tiền mọi người hay không và cho đối tượng nào. Chúng tôi cũng phải tìm hiểu về mặt xã hội và chính trị, bởi vì thời trang chỉ phát triển trong một bối cảnh xã hội phát triển và ổn định. Rồi rất là nhiều thứ khác. Cho nên là bạn Thanh Hiệp có biết rằng là khi mà tôi mở một tờ báo ra tôi xem, thì cái tin đầu tiên mà tôi xem không phải là trang văn hóa văn nghệ mà là trang xã hội chính trị, để coi có những cái vấn đề gì hay không. Bởi vì nếu mà mình thờ ơ với những điều đó, thì thí dụ như tôi nói chứ, một cái vùng miền đang xảy ra một cái vấn đề gì đó, ví dụ thiên tai hay là thời tiết bất thường, mà mình lại không biết, mình lại đưa ra giới thiệu bộ sưu tập, mình nói đây là đẹp lắm, hay lắm, thế này thế kia, thì nó không tương thích và nó không đáp ứng được cái nhu cầu tại thời điểm đó với người sử dụng. Cho nên là cái người làm về thời trang không thể đứng ngoài cuộc những cái biến động, những cái thay đổi, những cái hoạt động của xã hội. Đó. Vì thế nên nó cũng là một cái lý do để tại sao có nhà thiết kế thành công và chưa thành công. Nhìn lại cái quá trình của mình thì có bao giờ anh sợ hãi cái sự thất bại không? Và có một cái sự thất bại nào đó khiến cho anh bị ám ảnh mãi cho tới bây giờ? Cái tính tôi rất là cẩn thận. Tôi làm cái gì thì tôi cũng hay nhớ tới cái câu chuyện Ngụ Ngôn, cái cuộc đua giữa rùa và thỏ. Mình chấp nhận thà làm con rùa, đi chậm một chút nhưng mà chắc. Thành ra là bạn thấy đó, là tôi không có đưa ra nhiều bộ sưu tập đâu, nhưng mà cái bộ nào đưa ra thì cái tuổi thọ của nó, hay nói một cách nào đó là cái sự ưa chuộng đón nhận của khách hàng nó khá là lâu. Thậm chí là có những cái bộ sưu tập mà tôi thiết kế từ năm 94 cho đến bây giờ vẫn còn có khách hàng đặt. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tôi vẫn có một cái thất bại. Đó là vì mình dành hết cái tình yêu cho nghệ thuật, cho công việc, chìm đắm trong những cái đam mê đó, nên hình như là mình quên thương mình. Mình quên thương mình đi. Mình gần như là vắt kiệt hết cái sức lực của mình. Đến trong vòng khoảng chừng gần một năm nay, tôi mới biết tập yêu thương bản thân, dành thời gian để tập thể dục. Sau một cái cơn bệnh mà không đi được, phải nằm một chỗ, thì tôi nghĩ rằng là tất cả sẽ là vô nghĩa hết. May mắn là cái thất bại đó tôi kịp nhận ra. Và hiện nay thì chỉ sau có khoảng 5 tháng có một cái chế độ làm việc, tập, dành thời gian cho mình để tập, thì tôi đã có cái sự cân bằng trở lại, cái sự năng lượng trở lại. Bạn biết không,
30 năm nay tôi không có ngày cuối tuần và chưa bao giờ dành cho mình một cái kỳ nghỉ. Tất cả những cái chuyến đi công tác, đi lưu diễn là kết hợp để mình đi bảo tàng hay đi thăm viếng một nơi nào đó thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái gì cũng vậy, nó có cái giá của nó. Khi mình muốn đam mê một cái gì đó thì mình phải có đánh đổi. Cho nên là thật sự là tôi vẫn thấy hài lòng và tôi cũng không có luyến tiếc gì. Trở lại với một cái chương trình hiện nay đang gây cái tiếng vang rất lớn đối với những công chúng mà yêu mến nghệ thuật và ngành thời trang. Đó là chương trình Đêm Hoa Lệ. Tiếp nối theo Điểm Của Một Thời thì đây là một trong những chương trình có thể nói rằng tạo được dấu ấn. Anh có thể nói về ý tưởng của chương trình này? Tôi cũng có một người học trò mà tôi cũng rất là nể. Đó là nhà báo Trác Thúy Miêu. Thoạt đầu là cô ấy đến với tôi để học về thiết kế thời trang và cô ấy đã cộng tác với tôi khá nhiều năm trong vai trò là trợ lý thiết kế. Sau đó thì cô ấy đã dừng lại và đi sang lĩnh vực về truyền thông, rồi là người dẫn chương trình. Để mình có được một cái câu chuyện kể cho nó hấp dẫn, Trác Thúy Miêu đã viết lên một cái kịch bản, đặt ra những cái tiêu chí là dùng âm nhạc và trang phục để nói về một cái thời mà Sài Gòn đã từng như thế. Chúng tôi quyết định rằng là làm y như đời sống thật, diễn như không diễn, tức là không có khái niệm là diễn. Tôi nghĩ rằng là tôi có học được một cái cách của kịch Nam B, là hồi đó tôi có xem cái vở là Dư Luận Quần Chúng. Cái sự tương tác giữa người diễn viên và khán giả rất là cao, cho nên chúng tôi có đưa cái yếu tố này vô. Và như vậy là vở diễn đã diễn ra hàng đêm trong cái sự phấn khích về những yếu tố mới nó được đưa vào. Thứ hai nữa là nó đầy cái sự hồi hộp trăn trở, như là hồi nãy tôi có nói là cảm xúc khi mình làm một cái điều gì mới. Cho nên đêm nào cũng như là đêm diễn đầu tiên. Và chính cái điều đó nó nuôi cái cảm xúc của cái người diễn và truyền đến với khán giả. Sắp tới thì anh sẽ đầu tư thêm cho những tác phẩm mới nào ở cái sân khấu này? Chúng tôi đang viết hai kịch bản. Một kịch bản là, hai kịch bản này cũng đều do nhà báo Trác Thúy Miêu viết. Một kịch bản là viết về cái thân phận của người phụ nữ Việt Nam. Một cái kịch bản thứ hai nữa đó là chúng tôi cũng mong muốn được góp thêm tiếng nói trong cái dịp kỷ niệm 100 năm cải lương. Kỷ niệm 100 năm cải lương thì cũng là một kịch bản nữa để mà trình diễn trong cái dịp này. Như vậy là trong năm 2018 thì chúng tôi sẽ có hai kịch bản mới bên cạnh hai cái kịch bản đã có, đó là Âm Vang Đất Nước và Đêm Hoa Lệ. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với nhà hát Chợ Lớn. Có lẽ là động cơ của tôi đầu tiên khi mà viết kịch bản cho Đêm Hoa Lệ, nó không xuất phát từ lĩnh vực truyền thông báo chí mà tôi làm trước đây, mà nó cũng không từ cái nghề dẫn chương trình. Có lẽ tôi đã làm tất cả những điều đó ở tư cách một công dân của thành phố. Và với cái quan điểm của mình, khi mà cả thành phố đang phát triển và hướng về tương lai và sống hết mình cho hiện tại, thì có lẽ thành phố cũng cần có những người kể chuyện. Những người kể chuyện để giữ lại ký ức. Và trong cái ký ức vô cùng hồn nhiên của người dân thành phố, nó sẽ không có những cái giai kỳ mà cho đến nay thì một số tư liệu rất đáng quý đã không còn. Đây là miền đất đã phát sinh ra tân văn, đã phát sinh ra chữ quốc ngữ, những bản in đầu tiên của văn chương Việt Nam và tất cả những ngành văn nghệ được gọi là đặc sản của văn nghệ Nam Bộ. Ấy thế mà câu chuyện nó đã bị thất lạc ít nhiều. Cốt lõi cao nhất đó chính là sư phạm, đây chính là giáo dục cộng đồng, đó chính là đưa những bài học lịch sử một cách thuần hậu và giản dị vào, không phải vào trong trí não mà vào trong tim của mỗi thị dân yêu thành phố của mình. Có lẽ là nhu cầu yêu quê hương là nhu cầu cơ bản và chính đáng của mỗi con người, và có lẽ có nhiều cách làm bên ngoài ngưỡng cửa của những ngôi trường nơi tôi đã được học. Câu chuyện nó được kể ở đây một cách vắn tắt, sinh động, xúc tích nhất, không phải về lịch sử mà về quá khứ của một nền văn minh. Nền văn minh đó có văn nghệ, văn hóa và lối sống của người dân Sài Gòn. Để cô đặt tất cả mọi thứ, chỉ trong thời lượng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đang kể câu chuyện của mình, để đóng góp của mình ở tư cách những công dân thành phố. Vô nắng tan nẻo đời dung
chặt cầm, cô phổ tang thương khúc đoạn trường thôn thơ. Nơi miên diện ngữ không giữa đất trời đối ngã, chàng có nghe trọn lời ai điếu bi ca. Người nằm đây có nghe tiếng gió bay trong chiều, sao nhiều em tha trâu lưng đèo, ngày còn thơ mơ giấc mơ sơn đà. Nhưng giờ đây hồn thiên sông kỷ niệm cái dấu ấn của mình đối với cái lĩnh vực thời trang, anh có nghĩ trong đầu sẽ làm một cái live show riêng gì đó của Sĩ Hoàng hay không? Và chắc chắn cái đêm diễn đó sẽ có rất nhiều những cái sự kiện mà anh muốn gói gọn trong một cái đêm diễn để khán giả có thể hình dung được rằng con đường Sĩ Hoàng đi qua đã có rất nhiều những lối rẽ, nhưng mà anh vẫn nghĩ đến một con đường duy nhất thôi, đó là thời trang áo dài. Thưa anh, thật ra đó, vào năm 2019 là đúng 30 năm tôi làm công việc về thời trang, về nghệ thuật, về mỹ thuật và nhiều các lĩnh vực khác. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ tới điều này. Bởi lẽ là tôi nghĩ hình như là như vậy liệu có tổng kết sớm quá hay không? Khi mà tôi vẫn cảm nhận được cái năng lượng về sáng tạo của mình nó vẫn rất là nhiều. Và xin bật mí với bạn là nhiều cái bộ sưu tập tôi vẫn chưa dám công bố. Tôi dùng cái chữ chưa dám công bố là bởi vì đôi khi những cái ý tưởng nó đi cách xa quá với cái cảm thụ của công chúng, nên có thể rằng là sẽ dẫn tới là chưa được sự đón nhận đúng mức. Cái điều này tại sao tôi lại nghĩ vậy? Vì trong lịch sử, trong tiểu sử của các họa sĩ trong nước và trên thế giới, đã có những cái tác phẩm mà sau khi người tác giả đó mất đi, thậm chí là vài chục năm hoặc cả trăm năm sau thì nó mới được đặt đúng vào cái tầm vị trí của nó và cái giá trị của nó. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn rằng là đời chỉ có một và mình phải được nhìn thấy những cái thành quả mình làm. Vấn đề là mình sẽ đưa ra nó vào cái thời điểm nào phù hợp nhất. Đó. Và tôi vẫn cảm thấy là cái sức sáng tạo của mình nó còn mới. Với lại như tôi đã chia sẻ với bạn là tôi luôn phủ định cách khẳng định. Cho nên là tôi nghĩ mình chưa vội tổng kết cái gì cả. Còn là thật ra cũng có một vài lần những người bạn thân của tôi hoặc ngay cả gia đình cũng nói là nên làm một cái gì đó để gọi là nhìn lại một cái chặng đường mình đã từng làm. Thật ra thì tôi cũng rất là cảm ơn những cái điều, cái ý tưởng đó, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là tôi vẫn còn đang đi. Tôi chưa chịu dừng lại. Và nó có một cái điều thú vị là có những ngành nghề nó có tuổi hưu nhưng nghệ thuật thì không. Cho nên là lý do gì mà mình lại có phải là làm một cái tổng kết sớm quá, đúng không ạ? Dạ, nếu như vậy thì việc viết hồi ký hoặc là một cái tự truyện riêng của mình, anh cũng sẽ không bật mí ngay bây giờ. Tôi cũng không có cái ý nghĩ đó. Tôi có ý nghĩ là mình sẽ viết lại một cái gì đó mà tôi chỉ là viết lại những cái câu chuyện ngắn, những cái chuyện rất là ngắn về những cái gì mình đã từng trải qua. Nó có thể là một cái nhìn về gia đình, về xã hội, về cái nơi mà mình được học hành, những cái kỷ niệm của tuổi thơ. Nhưng nó không phải là hồi ký, mà nó cũng phải là tự truyện, mà nó chỉ là những cái câu chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ thôi. Tôi nghĩ rằng là mình cứ làm thật tốt trong cuộc đời mình đi. Và nếu mà nó thật sự có giá trị, thì sẽ có người viết thay mình. Vâng. Kính thưa quý vị, thông qua những bài học, những trải nghiệm của anh, Thanh Hiệp nghĩ rằng những bạn trẻ yêu mến bộ môn này cũng sẽ tiếp tục giữ gìn cái niềm đam mê đó để thời trang Việt Nam luôn luôn được công chúng trên thế giới yêu mến và công nhận với những nỗ lực không ngừng của những đội ngũ làm công tác này. Thanh Hiệp xin cảm ơn sự hiện diện của nhà thiết kế Sĩ Hoàng hôm nay đã đến với chương trình Nghệ sĩ và Sàn diễn, và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt.